Hương à, có phải gia đình họ coi thường gia đình mình lắm đúng không? Ba, sao tự dưng ba lại nói vậy chứ? Mặc dù là thông gia với nhau mà chỉ có mình là nhiệt tình gọi điện thăm hỏi họ, còn gia đình họ thì không. Với lại từ hồi đám cưới con tới giờ, cha vợ chỉ gặp được con rể đúng 2 lần. Một là trong đám cưới, còn 2 là trong thôi nôi của ông bé Na. Ba không nghĩ đó là chuyện bình thường đâu. Thôi mà ông, thôi. Thậm chí hồi con sinh con bé Na cũng giấu giấu giếm giếm, không cho ba mẹ hay là sao hả con? Ba, chẳng lẽ bên nội bên ngoại mà cũng phân biệt đối xử hay sao? Hay là họ sợ mình không có tiền để mua vé xe xuống Sài Gòn để thăm con cháu? Ê Tài, Tài, mày chưa hay gì sao còn ở đây? Nãy có công ty nào á, nhiều người lắm tới nhà mày nè, xong cái tự nhiên cái ba mày làm mệt, rồi người ta kêu xe cấp cứu đưa ba mày vô bệnh viện Minh Anh rồi. Bệnh viện Minh Anh? Ủa mày không biết gì hết hả? Không. Thôi đi lên với ổng đi. Không lẽ là cô ta? Nó móc điện thoại ra chuyển tiền cái rẹt. Nhìn cái kiểu nó là biết là dân nhà giàu lắm rồi. Ê Tài, mày cà thọt lại nghèo rớt mồng tơi, sao mày dụ được con nhỏ đó hay quá vậy? Ê Tài thọt, nhỏ đó còn em gái chị gái gì không mày? Làm hại tao đi. Ngôi nhà này phong thủy có vấn đề đó. Dạ vấn đề gì? Ở con dâu của bà đó. Hả? Nó làm sao? Dạ thưa mẹ, con mới về. Ủa bà nội con mới về. Ờ. Có phải cổ không? Ừ nó đó. Dạ thưa mẹ, có chuyện gì hả mẹ? Đây là bà thầy mẹ mới rước về để xem vận hạn gia đình mình. Thầy phán á là năm nay con phải sinh con trai, nếu mà con không sinh con trai á thì gia đình của mình sẽ bị đại nạn. Dạ thưa mẹ, mẹ cũng biết lý do con trì hoãn sinh em bé mà. Mệt quá, lên phòng đi, tôi nói chuyện với cô sau. Dạ con xin phép mẹ con lên lầu. Con dâu của bà, tôi nhìn tướng là thấy không hợp với căn của bà đâu. Thầy, thầy nói thiệt không? Có vẻ hai mẹ con xung khắc nhau đúng không? Ừ, dạ đúng, tôi không có ưa nó. Tại sao? Là tại vì á, thằng con trai của tôi lỡ làm cho nó dính bầu, cho nên ông nhà bắt phải rước cục nợ về. Ý bà nói á là con dâu này là miễn cưỡng hả? Dạ đúng. Ờ à, thầy ơi, có cách nào mà giải hạn gia đình này không thầy? Nếu cổ không sinh được con trai là bà phải đổi con dâu này. Lúc đó quả mai á, cơ ngơi nhà này mới giữ được. Hãy tin lời tôi. Dạ đây, con gửi thầy, thầy ráng giúp con nha. Thôi được rồi, cô an tâm, tôi mà làm tốt á, cô phải thưởng thêm cho tôi đó nha. Dạ. Chừng nào anh mới ly dị? Em không muốn làm Tuesday hoài đâu. Bữa nay mày đặt nói tiếng Anh nữa. Tuesday, Tuesday. Anh chỉ có mỗi em thôi. Hôm nay hai mẹ con cổ về quê rồi, tụi mình tha hồ ở bên cạnh nhau.